em tưởng chị mà nhà mà chị đánh bay nhà đi về đúng không? À giờ anh đánh luôn phải không? Đánh đánh làm sao đem đánh thử rồi. Đánh sao đâu? Đánh sao? Anh làm giặt đi, làm giặt đi. Đến nhà, đến nhà em đi. Rồi. Anh đánh nhà em đi. Rồi đánh nhà, đánh nhà em nè. Nhà tôi đi nè. Mày đánh sao nó đá vô tử cung rồi. Dạ dạ. Tôi nói đánh giặt à. Em nói chuyện nghe. Cái đó là đối với những cái đứa giặt nó gọi là nó giặt thì nó hiền lành. Nó nghe được đàm phán. Được không? Đúng không? À, nó nghe được. Rồi mày để nó trả lời đi rồi mày cứng họng. Anh nằm xuống đi. Anh nằm giặt á. Nằm kiểu nào? Anh nằm xuống đại đi. Nằm đại đi ba. Thì ai là giặt? Tao biết trong nhà ai làm giặt luôn á. Chị đánh chị lộn thấy chưa? Đánh gì thằng á? Trời ơi đánh gì luôn hả? Đúng. Đã quá. 43 43 43 43 Mấy gì nha? 43 43 43 Mấy gì nha? 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 Ta say trời đất u say. Ta say ta không nhớ bài này. Anh ơi nhà. Đức chị bài này là bài nào? Bài này là cái bài bài nào ạ? À? Cái bài bài nào? Bài ca con cá. Tao đã nói mày rồi. Mày chơi đúng rồi vui. Nếu mà mày gặp người trả lời không vui thì dĩ nhiên nó không vui. Ủa là sao mà? Ủa sao bài ra bài vậy? Bài vô đi. Bà nội này sao bà ham ra một cái ra 3-4 cái lời gì vậy? Bánh thằng ơi là trời. Trả lời đi. Trả lời sao? Bài này là bài nào? Nói là bài nào? Thì bài đó là bài cùng mắt nhau ở trên trường trường sơ. Ủa là gì? Hãy đứa ơi ngày đâu xa thầm. Đương giá trong mùa này đẹp lắm. Em đố gì? Chẳng đánh là chẳng đánh nào. Gì? Đương giá chẳng mùa này đẹp lắm. Ừ, thế nữa? Chẳng đánh đó là chẳng đánh nào? Chẳng đánh trường xứ đông giữa trường sân Tây Hường. Đúng không quý vị? Chẳng đánh nào? Chẳng đánh hả? Chẳng đánh là Bình Tây. Con số 7. Con số 7. Trời đất ơi. Trời ơi, kỳ trời. Cái trang gì ngộ quý trời. Kỳ quá à. Mà chuyện đấu này sao mà mình kỳ quá à. Số 7. Trời ơi.
sao bà ra hoài vậy? Mấy ra nữa kì vậy trời. Lấy đi ngồi lại. Tước đi ngồi lại. Ừ, chị nói em cái lời. Chị mong cho bài hát làm cái gì? Hôn. Khán giả nhắc rồi. Còn số 4. Còn số 4. Còn số 4. Mày đố tao quýt cái mẹ mày. Chịu khổ đi. Mấy chị ra. Còn số 4. Còn số 4 mấy chị là số gì đây? Thì em có các tàu đinh, các tàu ba già đầu ba giá. Rồi gì? Nokia. Nokia ra biểu quậy hoài vậy. Không, hai người lách quân rồi. Tại sao mà thần mình còn lo không xong mà còn tư vấn cho thiên hạ nữa? Đề nghị là không đố nữa, con này nó đánh mày chết. Rồi vô. Lại. Hát đi em. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Thì đang có các tàu hình, các tàu môi và đầu ba giá. Nhưng mà chẳng mà má. Ba mươi chín. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Oh! Yeah! Chị không đâu, 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 đâu. Chị bay đi đâu, đi đâu. Woo! Em đố chị ông bay đi đâu? Chị đang bay qua quận 1. Làm gì má? Quận 1 ghé Thảo Cầm Viên, không thấy Sài Gòn Tân Thời đã được bay qua quận 10 tới đây Colorado được chưa? Câu trả lời không duyên nhưng tạm chấp nhận. Nhưng mà không đúng, không đúng ý em. Chị ông đi đâu? Muốn đúng ý em tự trả lời. Chị mẹ. Đố mẹ mà bên kia tự trả lời. Chị ông đi tìm mầm. Để làm gì? Làm mà ông nuôi đời. Ai chứng? Đời là ba má chị nuôi chị chứ đời ai mời chị ông nào mà nuôi đời. Con ông đẻ chị ra hả? Đúng không quý vị? Chọn cái đầu óc gì mà làm chủ đoàn? Đây nè, đây là lương tô xô chứ không phải rồi lương tô đồ, ok? Rồi ai bày ra cái trò đố này? Thì tao bày, nhưng mà mày đố mày phải có lý do, nó phải duyên dáng cho mày đố mà mày. Rồi sao mà ra hoài vậy? Ủa, tới bả mà. Vô, sở đi. Chị bay đi... nghiệp quần. Chị bay, chị ông đi hãy 27. Ta nhớ từ đâu mà đi hãy tha bởi người ta nói biết rồi. Mấy chị đã xuống chị ra đây với mẹ cho ta đã rồi. Mấy chị đã yên tâm chị với bài này dễ biết lắm. Mấy chị ra. Bài này là bài thứ nhiều. Ba là cây nếp vào. Mẹ là cây nếp sao. Con là cây nếp hầu. Bà nội mày làm cho trong sáng nhà thiếu nhi đó. Trai hay gái thôi? Con gái. Tại sao? Cây nến hồng là cây nến cuối cùng mà con. Thông minh ở lại là con gái. Con 12. Con 12 là chúng ta cờ hơn. Đố nó phải như vậy chứ tự nhiên cái đố con ông nó đi